Hôm nay ghé cho bạn một bộ bình dân thôi, một âm ly đến từ Marang, model là 8100SA, ghép với đôi loạt clip RB6000F nhé các bạn. Trước khi đi vào giới thiệu chi tiết thì mình quảng cáo thêm là bên mình có bán USB ổ cứng, chép sạc nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128GB, 800.000, còn một ổ cứng là 1000GB giá 2 triệu. Tất cả thì đều là nhạc chất lượng cao nhé các bạn. Thì nhiều bạn hỏi là nhạc trong USB nó có hay hơn ổ cứng hay không, thì nó bằng nhau nha, nhưng mà cái dung lượng của ổ cứng nó nhiều hơn, nó chứa được nhiều hơn thôi. Thì các bạn nếu như có nhu cầu nghe nhiều thì chúng ta chơi ổ cứng, còn nghe vừa vừa thì chúng ta chơi USB. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái âm ly Marang 8100SA. Đây là phiên bản rút gọn của dòng 14SA, với cái thiết kế của nó đơn giản hơn và nó làm cho giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên hãng vẫn chọn Nhật Bản là nơi để lắp ráp nha các bạn, Made in Japan. BM8100SA thì nó có cái thiết kế màu vàng gold, có chỉnh bass treble ba lăng đầy đủ nha. Ở giữa này nó có một cái đèn nguồn. Đó. Dòng này thì tiếng theo mình nghe cảm nhận thì so với tầm giá là rất là hay nha. Tiếng rất là ngọt ngào, tí tách so với những dòng âm ly cùng phân khúc như là đề nông hoặc là xanh xui, thì con này nó mềm mại hay hơn. Rồi bây giờ mình quay kỹ mặt tiền cho bạn xem này. Mặt tiền là cực kỳ đẹp, không có một nét trầy xước gì nha. Trên lưng cũng rất là đẹp nha. Để mình nhắc cái này lên cho bạn xem. Đó. Rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình quay ra phía sau. Con này thì xài tầng vô xuyến, nguồn xuyến. Đầu gắn dây của nó gắn mắt chuối nè. Nay mình mới có cái loại dây này, mới về dây monitor này nè. Dây này thì nó giá là 800.000. Dây monitor này 800.000 nha. Con âm ly Marang này là sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn. Công suất của nó tùy loa, tùy ohm của loa. Với loa 8 ohm thì là 120, với loa 4 ohm thì nó ra được 180 nha. Đặc biệt con này có ngõ breakout luôn, breakout và subwoofer luôn, rất là hay luôn. Rồi hôm nay cặp loa mình giới thiệu bạn một cặp loa và hàng xài lướt, còn nguyên thùng xốp luôn nha các bạn. Clip RB6000F là cặp loa cây mà mình sẽ giới thiệu với bạn ngày hôm nay. Một cặp loa mà nó có sở hữu cái thiết kế hơi nghiêng về phía sau, rất là đẹp. Với cái cặp loa này thì các bạn vừa nghe vừa nhìn cực kỳ đẹp. Cái chiều cao của nó là 1m6, chiều ngang của nó là 23.7 và chiều sâu là 43.2. Mỗi loa như vậy là nặng 22kg. Trợ kháng của loa là 8 ohm, độ nhạy là 97 dB và công suất là 125W. Loa này thì nó có cái họng còi rất là lớn nha các bạn. Các bạn có thể thấy là họng còi của loa phải nói là nhìn rất là to. Hai loa bass 18 màu vàng đồng, rất là đẹp. Đây, thùng loa màu walnut cực kỳ sang trọng. Thiết kế độ nghiêng về sau nhìn rất là sang luôn. So với những dòng như F300 là thì cặp này nó sang, nó đẹp hơn. Các bạn thấy không, còi nó rất là sang. Gân cao su, cái màng này nè, màng này còn rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất mà mình đăng lên mỗi ngày nhé. Ấn vào nút đăng ký, sau đó các bạn ấn vào cái chuông để liên tục cập nhật update mỗi lần mình đăng lên. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Báo giá lại lần nữa là âm ly là 7 triệu và đôi loa là 15 triệu rưỡi nha các bạn. Đôi loa thì còn nguyên thùng xốp luôn. Đôi loa gần như là mới 99.9%, rất là mới luôn.
cõi đời thường yêu thương mơ lứa đôi. Nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi, trôi lang thang qua từng miền lũng êm ái xuôi đồng bằng, cũng có lúc thác gập ghềnh chia đường con nước em. Mời bạn nghe chuyện thế lương khóc cho người lỡ yêu đương. Trời ra như con ghen tương cánh che người cho thương. Em xinh em tên Mộng Thư, mẹ gọi em bé xinh. Em xinh em tên Mộng Thư, cha gọi em bé. Nàng yêu anh quân nhân biệt đồng trong một ngày cuối đông. Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh. Chàng về đơn vì xa xăm, nàng nghe nắng nhớ hoài. Yêu nhau lúc triền miên khói lửa, chuyện vui buồn ai biết ra sao lắm thương đau. Khi không thấy người yêu trở lại, tình yêu tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa. Nhiều lần chàng mộng liễu trai, nàng thêm chàng kiếp.
phòng trà dân tí hát cho người người bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên. Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút em. Thành phố nào vừa đi đã mòn, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp mùa sáng nào nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lửa thương tìm dưới sương mù. Quỳ bên nhau trong góc giao đường, cầu duyệt mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà âm thầm anh tiếc thương đời. Đau buồn em khóc chia vui, anh về gom góp kỷ niệm tiêu. Thành phố buồn lắm tơ, cơn gió chiều lành buốt tâm. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn. Giờ không anh hoang vắng vô cùng, tiếng chuông chiều chậm chậm thế. Tiếng đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa anh đẹp, có anh đưa em về bên. Mang duyên kiếp
năm ca. Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi.